Vậy thì chúng ta là gì? Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao. Em mà đến từ đâu mà sao lại xinh như thiên thần? Anh là trai miền Tây còn gọi là thanh niên chuyên cần. Mỗi khi đi bên em anh thấy tim anh phấn chấn. Anh không muốn đi xa baby, anh muốn thường xuyên gần. Hãy để anh đến đón hay. Anh đang đi đâu rồi? Không nhớ em à? Rồi. Và hẹn không gặp lại. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em cũng sai nữa. Em đang làm gì đấy? Không. Không cho em ăn à? Không. Nani? Xin lỗi nha, mình không có tiền thoại. Hả? À, có lẽ bà không biết chứ, người yêu của mình đó là bây giờ mình chọn. Nhưng mà mình chọn bạn hay đắt anh. Bây giờ mình đi ra mình quay lại xuống của bạn nhé. Hả? Bạn ơi, bạn cho mình xuống thoại đi. Gì? Mới xin bạn cho liền rồi, bạn nghĩ giải quá vậy. Gọi lại cho bạn, xin lỗi mình không được. Ngày hôm nay xin mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phối rồi Tết để có những ngày Tết cực xinh nha. Trai ngủ chung nha, anh ngủ một mình anh sợ ma quá à. Thôi, trai với gái ngủ chung với nhau kỳ lắm, thôi không được đâu, anh về phòng ngủ đi. Thôi, anh đặt cái này nè, ở giữa hai đứa mình á, cái rồi mình nằm ngủ, anh không có làm gì đâu. Hứa không làm gì không? Hứa, anh hứa luôn, anh không làm gì hết trơn á. Rồi, vô đi. Mùi gì thơm hả ta? Biết chắc rằng Trúc sẽ hỏi như thế cho nên mình đã sử dụng bọt vệ sinh Onyx được chiết xuất từ nhiều loại thảo mộc như bạc hà, trà xanh, hoa cúc, lô hội, giúp khử mùi và ngăn mùi hiệu quả, đặc biệt là phù hợp với tất cả mọi loại da luôn. Nếu em thích đó thì... Ơ kìa, cái ngủ ké, cái ngủ thề gì nhói. Và Shopee đang sale ngày 12/12, mọi người hãy nhanh tay lên bio TikTok của bạn để khách hàng và vệ sinh cậu bé một cách đúng cách để có một cuộc tình nồng cháy nha. Thank you.
thằng giàu này. Nửa đêm mất người đâu nữa vậy trời. Nửa đêm mà nó còn mài dao. Nó định làm gì mình? Con lấy nào muộn vì cái chuyện đó mình nó trả thù mình không được, mình phải đề phòng nó mới được. Camera wifi iMount là dòng camera wifi dễ dàng tự lắp đặt, nhỏ gọn, thẩm mỹ, không tốn diện tích nhà, không cần lắp đặt dây rợ lằng nhằng. Hơn nữa sản phẩm có độ nét cao, hình ảnh rõ ràng và dễ dàng nhận diện khuôn mặt khi cần chiết xuất an ninh. Thì ra là nó nấu ăn tập bộ cho mình, vậy mà mình lại nghĩ xấu cho nó. Thì ra nó ngủ rồi, mình phải tranh thủ ăn hết, bắt công nó lại xin. Đừng có phá trend nữa. Mày làm trend đàng hoàng đi, người ta thả tim nhiều cho mày cho. Đừng có phá trend hả? Ừ. Nhiều tiếng, chắc nhiều tiếng không? Đu liền. Những thứ gây đau đớn nhất mùa lễ. Đau lòng. Ê bằng ơi, lễ này mình đi đâu chơi đi? Lễ tao ở nhà chứ đi chơi gì. Đau mắt. Bạn ơi, người ta bắt mình đi Đà Lạt, Nha Trang rồi nè. Ây da, tự nhiên mù ngang vậy nè. Đau ví. Bạn, em đói quá à. Hay là mình đi kiếm gì ăn ngon ngon đi, lễ mà. Còn có 100.000 à. Đi đủ xăng còn không đủ nó uống gì ăn cái này cái kia. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Để em chỉ cho. Anh lên GoFood đặt đồ ăn thì 100 cành này là dư luôn rồi đó. GoFood đang có chương trình đồng giá 14k. Chỉ cần nhập code lên deal là ăn đã luôn. Mà còn tiết kiệm tiền nữa chứ. Mở tiệc linh đình, quá trời quán giảm giá. Tha hồ thưởng thức ẩm thực tại gia nha. Hay vậy, để anh đặt liền. Ừ. Wow. À, anh còn biết pha trà sữa. Em muốn trà sữa gì anh pha cho. Em muốn uống trà trộn vào tim anh đó.